Có rất là nhiều ý kiến trái chiều, hay là có rất là nhiều ý kiến nói chung về indie, mainstream, underground. Thì đối với tụi em, cũng không có quá, tức là cũng cố gắng tìm hiểu xem phân biệt các cái thể loại rồi như này như nọ, rồi xong rốt cuộc cũng không có rõ và không có, tức là sẽ rất là bối rối, cũng không có phân ai là ai. Có nhiều người mainstream nhưng mà họ rất là đẹp, tức là rất là dễ thương. Rồi các mấy bạn indie tụi em chưa gặp bao giờ, rất là indie rồi. Thì tụi em chả biết là nếu mà gọi indie thì chắc là đúng. Đối với em thì khái niệm về indie là như là cái sound indie, chứ không phải là cái cộng đồng indie. Để trả lời cho câu hỏi đó luôn thì bọn em open để hợp tác với tất cả mọi người indie mainstream. Nếu mà hợp thì mình cứ làm. Cầm đôi cá anh rơi về chân trời, cầm ướm họng một ngày say, cầm câu nói vẫn luôn luôn trong bờ, cầm bóng hình cầm đầu thấy, cầm ánh nắng đang nhìn lại.